Xin kính chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt ở nhà của anh Sự ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, tiếp tục quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số cây mai phôi. À, giá rất mềm lắm vậy, số cây lên xù luôn ha. À, chúc mong quý vị ủng hộ cho anh Sự ha. À, chào anh. Rồi, kính chào anh Tâm, kính chào cô chú anh chị em trên mọi nước. Ngày mới chúc cô chú anh chị em trên mọi nước mình nhiều sức khỏe anh em và thành công việc. Thì em lo vô lô cô chú anh chị mình là 4 cây mai phôi tiếp tục nha cô chú. Hàng thì em cũng chưa xịt rửa, chưa cắt tỉa gì, mong cô chú anh chị mình xem clip ủng hộ em về cắt tỉa giùm em ha. Rồi, mã số tiếp theo là mã số 41 nha cô chú. Rồi, 41 ha. Một em dáng bay. Hoành là 25. Cổ vậy là 30. Chiều cao nó là 2 tấc 7 nha cô chú. Bay nè. Nguyên cái dáng bay, y dáng thú luôn, có hai chân trước nha cô chú. Cây này đẹp nè. Cái này cũ rồi, to lắm mà mầm luôn ha. Rồi, cũ chập bá lửa luôn cô chú. Rồi cái này giao lưu cô chú giá 250 ha. 250. 250. Chơi cũ còn đẹp rồi cô chú ơi, dáng thú đẹp nè, hai chân trước nè. Rồi 250 xuống cây mã số 41. 42. Rồi tiếp tục mã số 42 là một cây mai sù ngoan, cây này đế thôi, đẹp quá đẹp rồi cô chú ơi. Hoành thân là 21. Chiều cao nó là 5 tấc 3, cây lùng lực cực kỳ đẹp nha cô chú. Nó sù vậy đó cô chú ơi. Đế thôi khỏi bàn luôn. Đấy, lực lực già cây nha cô chú. Rồi cây này giao lưu cô chú giá là 350k ha. Rồi, 350. 43. Rồi tiếp tục mã số 43. Hoành thân là 22. Cũ gì là 30 nè cô chú đây. Ủa em nói vậy là 30 đây. Qua wow, tại cũ không? Rồi nè, cái này tay cầm đều cô chú, về chơi tay cầm ha. Chiều cao là 62. Rồi 250 cô chú ơi. 250. 14. Đây cây này qua xịt cái dàn tàn riếp luôn. Đế đẹp luôn. Hoành thân là 20. Cái cũ là 25. Chiều cao 74. Đế đẹp luôn cô chú ơi. Cái này tàn đẹp quá trời đẹp. Quá xịt cái dàn tàn ở đây. Rồi cái này giao luôn cô chú 350 luôn ha. 350. 45. Rồi một cây quái quái luôn, tàn dù. Hoành thân 19, cũ về 24, chiều cao nó 5 tấc 3, cái đấy nơm của chú ơi. Rồi cái này vô luôn con giá 160 ngàn ha. 160. 160. 46. Rồi, mà số 46. Rồi đó, đo dự tính này được 23 nha cô chú. Đây dự tính ngay chỗ này là 23 đây. Rồi, phải. Chiều cao nó là 65. Đó, cái này đế đẹp nha, tay toàn đều gan luôn. Rồi cái này 200k luôn cô chú ơi. 200. Có một cây mai về nuôi tàn chơi ha. 47. Rồi 47 một cây mai là quá. Ừ. Cây mai quá nha cô chú anh chị mình về ha. Đây, xuống thành tới tim. Đó, về uống là làm tới tim luôn cô chú. Muốn chơi tới tim không người lấy tàn này cắt này cũng được ha. Đó, chơi tới tim đây. Đẹp cực kỳ cây này quá cây ha. Bình thân là 13. Chiều sổ là 2 tấc 4. Lấy đỉnh cao của nó là 64 nha. Hai tầng ngang của nó là 99, gần 1 mét đó, tầng ngang nó gần 1 mét đó cô chú. Cây mai quái nè, lấy hết tàn nó không ta. Đó. Cô chú anh chị em về chơi không chơi, cô chú anh chị em xuống thành trái tim rồi cô chú. Quá đẹp chưa? Ra trái tim cực kỳ đẹp luôn ha. Rồi cái này giao lưu cô chú với là 350k ha. Rồi, 350k. 48. Rồi tiếp tục mã số 48. Hoành thân là 11. Cổ chỗ này không là 34 cô chú. Chiều xổm nó là 2 tấc 3. Chiều cao là 37. Quá đẹp cây này luôn. Rồi 250 cô chú ơi. 250. 250 mã số 48. 49. Rồi 49, gọc em quá vậy luôn. Ta cạnh đều. Hoành thân là 18 cô chú. Chiều cao nó là 75. Cây này có hai chân quái à. Rồi 200 ngàn cô chú ơi. 200. Đó luôn ta cạnh chơi. Cạnh điêu ràng. 50. 50. Rồi hoành thân là 22 luôn. Chiều cao là 61. Quá là cái này xù rồi cô chú. Lên cục cục rồi cô chú. Bung là. Tù dữ dằn luôn. Lên xù về lên ngọn luôn. Rồi 250 cô chú ơi. 250. 250 mã số 50. Chơi xù 250 quá đã. Hoành thân 18 của chú ơi. Cái cũ nhìn 27 ha. Đóng cũ quá trời cũ nha. Qua kèo cao 70. Đấy nơm nơm ha. Rồi ta cành đều đang luôn.
Rồi á, 230 ngàn. 230. 52. À, 52, em đầu đinh về ghép, mình tăng 20. Cổ vậy là 27. Thì ca là 3 tắc 9 coi chú. Chưa rửa nhìn thấy không được đẹp chút nha, sạch sạch ra cái đẹp liền thôi chú. Rồi 160 ngàn. 160. 53. Rồi cái này quá, cái dàn trung tầm với cái độ đế nó khủng luôn. Mình tăng 21. Cổ đặt nó là 33. Chiều cao nó là 85. 85. Hồi giữa cái đế của nó nè, quái quái cô chú. Rồi cái này giao luôn cô chú giá 300k ha. Ơi 300. Quá trời bộ đế cái tàn. 54. Hoành thân là 19 cô chú ơi. Chiều cao là 66. Đó, đế quái quái ha. Hàng này mới về chứ không phải cũ, nhìn thấy thà không sạch nhìn thấy cũ chút nha cô chú, chứ hàng mới vậy. Rồi 220 ngàn. 220. Tàn cành đều luôn. 55. Đó, cành đấy nơm rồi cô chú ơi. Hoành nhỏ của nó là 20. Hoành lớn của nó là 23. Cái đẹp giót đọt đẹp quá. Chiều cao 86. Ba con đế lực lượng cô chú ơi. Đóng cái đuôi quái nè cô chú. Này hai chân trước nè. Đó hai chân trước đó. Bên đây cái đuôi nè. Đóng cái đuôi nè. Tay cành đều rang luôn ha. Rồi 250 cô chú ơi. 250. 16. Rồi cây sù ha. Hoành thân là 19. Rồi củ như này đo không được, củ như này quá trời lớn luôn. Đây. Một cục sù trà bá lửa luôn. Đấy. Sù nặng luôn cô chú ơi. Đó. Rồi 250 luôn. 250 cho cây sù quá đã sù luôn. 17. Chiều cao hoành thân 15. Củ 24. Chiều cao nó có 3 tắc 6 của chú, cây này quá cây nè. Ta cành đều rang nè. Rồi cái này 80 ngàn của chú anh. 80. 58. Ừ. Bệnh 20. Củ 25. Chiều cao lấy 1 mét nè của chú. Này hơn 1 mét lấy 1 mét thôi. Rồi cái này giao luôn của chú giá 220 ngàn ha. 220. Quá tệ tàn tàn nó cao. Tàn đều rang luôn. 59. Rồi mấy này em chưa cắt luôn nha chú. Hoành thân 21. Tổng cái củ nó giờ 28 nha cô chú. Chiều cam lấy 1 mét luôn á. Rồi cái này mà cái này chơi lùng lực thì xuống tới đây chơi đẹp rồi. Lùng lực lại là 59 là đẹp nhất. Rút tàn vô. Cái này em chưa cắt lên xù xì quá trời lên. Nó bung xù. Nó là chơi cũng đẹp rồi, cái này giao lưu cũng dưới 250 ha. 250. Lực lượng luôn. 60. 60 cây bé bé xinh xinh. Hoành thân 15. Rồi chiều cam lấy 60 ha. Tại mới cắt cái bung tượng đó rồi. Rồi cái này giao lưu cũng chăng 100k thôi. Thôi 100k. 100k tay cành điệu đang bung tượng về đi tượng luôn, về tầm luôn, thoải mái luôn. 61. 100k. Rồi hoành thân 22. Chiều cao 71, mã số 61. Tay cành đều rang này cô chú ơi. Hoành thân lớn luôn. Rồi cái này giao luôn cũng 180 ngàn thôi cô chú. 180. 62. Hoành thân 20. Rồi 62. Rồi cái này giao luôn cũng giá 120 ngàn thôi. 120. Hoành 20 có trăm mấy luôn. 63. 63. Rồi hoành 21. Củ của nó là vậy là 27 cô chú. Nè, cái củ toàn dình 27. Chiều cao 68. Hai chân tước có đuôi đàng hoàng cô chú. Cái đàn dù đẹp cực kỳ luôn. 70 ngàn. Giá 170 cô chú ơi. 64. Mã 64 hoành thân 16. Cái đế nơm đàn dù luôn. Chiều cao 70. Nó cắt cái bụng tượt cái đó cô chú ơi. Bụng tí tí đó. Dán thú nha cô chú. Cái này dán thú đẹp nè. Nó hai cái chân ngoài sau nữa nè. Cái này quái cây. Rồi cái này giao lô cũng 180 ngàn ha. 180. 85. Em bọn sai. Hoành thân 18. Chiều cao 15. Ủa chiều cao nó 5 tắc 3.
Rồi, 150 thôi. 150. Tàn dù. 66. 66. Bản thân là 22. Chiều cao là 54. Rồi 180 ngàn của chú anh. 80. Bản thân lớn bán rẻ rẻ luôn. 17. Rồi một em thú. Ừ, em thú ngồi nha cô chú. Này em thú ngồi. Vành 20. Ổng cũ là 28 cô chú, em thú ngồi nha, cây này đẹp cây nè, lắc đầu luôn. Chiều cao 3 tấc mốt. Đó là nguyên dàn chân đó nè. Dàn đuôi nữa nó dài nha cô chú, hai chân trước đó nè. Cái là xù luôn. Đó, nào xù bán xù của chú anh chị mình ha. Đó, xù lỗ tai xù hết rồi nè. Rồi cái này giao cũng giá 400k ha. 400. 400k. 18. Hoành thân 20. Cái cũ là 29 cô chú, đây cũ nhìn. Luôn là hôm mai cũng có cũ nè, cái này làm lấy 1m1 ha. Cái này lấy xuống cái 6 tấc chơi đẹp nha cô chú, 6 tấc rồi bỏ cái ngọn lấy tới đây 6 tấc nè. Và tàn mình đều rang tới đây luôn ha. Rồi cái này giao lưu cô chú giá là 220 ngàn luôn. 220. 19. Rồi hoành 20 cô chú ơi. Cậu đặt em nói vậy là 31. Em lấy chiều cao tới đây là 64 thôi, đừng lấy cao quá. Đó, chưa cắt tỉa bộ đế là khủng luôn. Thế còn lại lực nha, rồi 220 luôn cô chú ơi. 220. 70. Hoành 20. Qua tài nguyên cái cổ này là 36 cô chú. Cậu đặt em nói vậy là 36, quá sức chưa. Này nó y con thú rồi cô chú, đây nè. Cái lưng em thú là cái đuôi nè, hai chân hai bên đó nè. Đeo vô mình mẹ nha, cái này ở ngoài anh em nhìn thấy rõ nét lắm. Nó xù xì cũng bung vậy nè, bung lên xù xì vậy đó cô chú ơi. Cái này luôn năm nó chảy, đừng có tới cái này nữa. Rồi cái này em lấy 5 tắc cao thôi. Đó. Thú vô luôn, rồi 250 cô chú ơi. 250. 71. Rồi hoành thân 20. Chiều cam nó là 74 cô chú. Rồi 150 cô chú ơi. 150. 150 thằng hoành thân lớn có giá rẻ luôn. 72. Rồi. Hoành thân 18. Cũ vậy là 27 cô chú. Chiều cao nó 1 mét đúng cô chú ơi. Nó hơn 1 mét tính mét á. Khoảng 1 mét 3, 1 mét 2, 1 mét 3 mà tính mét à. Qua wow, tại cái này cái cũ. Đó đẹp luôn. Rồi 220 ngàn luôn cô chú ơi. 220. Chưa cắt tẻ không nhìn thống được gọn chút ha. 73. Nó nào cắt tẻ thì nhìn đẹp đẹp cho nè. Đó, cái này cái xù. Cái này nguyên em thú nè cô chú. Đây. Nó nguyên dáng thú á. Hoành thân 20. Thì chiều cao nó 68 nè cô chú. Tượt đi ráo rồi. Trời ơi cái dáng thú đẹp cực kỳ cô chú ơi, cái này quái thì đừng có nó quái vậy luôn á. Nè cô chú nhìn thấy nó xù không? Nó xù vậy nè cô chú. Đó. Xù mà tàn cô chú, ngủ bộ tàn nè. Rồi cái này giao lưu cô chú giá là 400k ha. 400. Còn em thú vậy là 400k cô chú. Xù luôn. 4 xù tiếp tục. Hoành thân là 18. Rồi xù qua tới bên đây luôn cô chú ơi. Đó, vậy đó. Rồi đế nè, đế đẹp luôn. Rồi xuống đây nè, xù nục nục bọc bọc luôn ha. Đó, rồi cái này giao cô giá 250 ha. 250. 75. 75. Rồi đã thích hợp cho cô ghép. Hoành thân 19. Xuống tới đây là 3 tắc 3. Hình thân 19. Rồi cái này giao lưu cũng giá 130 ngàn thôi. 130. 76. Nên đế đẹp nè, cái này đế đẹp. Hoành thân 17. Đó. Đế lực 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 hai chân trước chịu đã không? Chịu quá không? Rồi cái này giao lưu cũng giá 150 ha. Thôi 150. 17. Rồi em lụng lực. Hoành thân 17. Cao nó có 2 tắc 9 thôi chú ơi. Rồi 120 ngàn thôi cô chú. 120. 78. Rồi hoành thân 20 luôn ha. Chiều cao nó 73. Cái này coi cũ luôn, mình nãy quên đo cũ rồi. Rồi cái này giao lưu cô chú giá 170 ngàn thôi. 170. Hoành thân lớn mà bán giá rẻ cô chú. 79. Tàn dù. Hoành thân 19. Cũ em nói vậy là 26 nha cô chú. Quá tại cũ đẹp không?
chiều cao 50 mà xịt lửa trắng là cái đẹp liền của chú ơi. Rồi cái này giao luôn 180.000 thôi. 180 80. Rồi mã số 80 cũng là mã số cao clip của chú. Rồi hoành thân 18 này, con cao. Cái cũ dần 26. Cái này em lấy 1m2 nha cô chú. Tầm 1m1, 1m2 lắm ha. Tự đi mạnh hết à. Về trong, giót đọt luôn. Rồi cái này vô lưu tính giá 220.000 ha. 220. Rồi xuống cây luôn. Rồi mong cô chú chị em xem clip ủng hộ cho em. Chân thành cảm ơn rất nhiều ha. Rồi cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Cảm ơn quý vị ủng hộ cho anh Sự. Xin chào và hẹn gặp lại.